Vy xin kính chào quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút, chúng ta sẽ cùng đối thoại trực tiếp và lắng nghe những nhận định đến từ anh Hoàng Gia Nam, là chuyên gia chứng khoán, công ty chứng khoán MB. Thưa anh, có một kịch bản chung thường diễn ra trong những phiên gần đây, đó chính là xu hướng rung lắc trong mỗi phiên ở các chỉ số. Vậy thì với diễn biến này thì theo anh nghĩ là có khiến cho các nhà đầu tư khó kiếm lời trong giai đoạn hiện nay không ạ? Thưa chị Minh Vy thì hoàn toàn đúng như vậy. Thì trong giai đoạn hiện nay thì thị trường đang đón chờ những thông tin từ việc ETF sẽ review danh mục cũng như là Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Vâng. Thì thông thường trong những cái chu kỳ như vậy thì thị trường hay là dè dặt. Thì nhà đầu tư thì giao dịch cũng rất là khó khăn hơn. Vâng. Và sau cái chuỗi phiên giảm liên tiếp của cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines thì sắc xanh đã có dấu hiệu quay trở lại đối với mã cổ phiếu này trong phiên ngày hôm qua. Cụ thể là cổ phiếu này đang trong tầm ngắm của khá nhiều các nhà đầu tư, đặc biệt là Vietjet Air cũng đã chính thức lên sàn trong thời gian trước đó. Không biết là anh có kỳ vọng gì đối với cái mã cổ phiếu này trong thời gian sắp tới không thưa anh? Thưa chị Minh Vy thì trong thời gian vừa qua thì có một số có cái quỹ lớn thì cũng đăng ký là thoái vốn cái cổ phiếu Vietnam Airlines. Thì như vậy thì thông thường là khi một cái tổ chức lớn thoái vốn một cái cổ phiếu với một cái lượng lớn thì theo cái lý thuyết chung thì cái vùng mà giá mà người ta thoái vốn thì đâu đó sẽ là cái vùng hỗ trợ cũng như là kháng cự của cái giá của cổ phiếu này trong một thời gian. Thì trước mắt thì tôi đánh giá là cổ phiếu này sẽ đi ngang trong cái vùng giá hiện tại, thì có thể là sẽ dao động lên hoặc xuống, nhưng mà nhìn chung là xu hướng sẽ đi ngang. Vâng, và khi mà quan sát tổng quan diễn biến của toàn thị trường thì chúng tôi cho rằng có lẽ là cổ phiếu bất động sản vẫn đang là cái mã cổ phiếu thu hút dòng tiền. Không biết là với góc nhìn của anh thì anh có cho rằng là phải chăng xu thế uptrend đang của nhóm ngành này đang vẫn tiếp tục tiếp diễn trong những cái phiên sắp tới không ạ? Thưa chị Minh Vy thì để mà đánh giá một cái nhóm ngành mà nó có thể là nó có uptrend hay không thì chúng ta cũng nên nhìn nhận ở một góc độ là quan sát những cái diễn biến của những nhóm cổ phiếu đầu ngành. Vâng. Thì nói về bất động sản thì gần đây thì chúng ta cũng biết là Novaland mới lên sàn. Vâng. Thì ngoài ra có cổ phiếu Vincom, tập đoàn Vincom. Thì những cổ phiếu này trong thời gian qua thì chúng tôi đánh giá thì vẫn là chưa có một cái đột biến mới về cái xu thế. Vâng. Thì để dẫn dắt cái nhóm ngành bất động sản. Thì do đó thì hiện tại chúng tôi vẫn đánh giá là nhóm ngành bất động sản vẫn có thể là tiếp tục đi ngang. Có thể thấy là khi mà theo dõi diễn biến của thị trường thì sắc xanh vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng mà nếu mà quan sát chi tiết hơn thì đà tăng này dường như là chỉ nhích từng chút một thôi. Vậy thì liệu ẩn bên trong đó có chứa đựng những rủi ro nào không thưa anh? Thưa chị Minh Vy thì như tôi đã đề cập ban đầu thì là hiện tại trong thời gian này thì là nhà đầu tư nó ngắn hạn cũng như là dài hạn thì vẫn đang quan sát cái động thái của những quỹ ETF review danh mục cũng như là cái động thái của Fed. Và gần đây thì có những cái số thông tin từ ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vâng. Thì như vậy thì trong cái bối cảnh như vậy thì thị trường đi ngang hoặc dao động hẹp thì nhà đầu tư mà ngắn hạn muốn tham gia lướt sóng nhiều hơn trong những cái phiên mà giống như những đợt mà cuối năm ngoái thì nó sẽ diễn ra ít hơn. Thì hiện tại thì thị trường cũng không có cái gì là rủi ro quá mức cả. Vâng. Tuy nhiên khi mà có những thông tin từ những cái tổ chức lớn, những cái quỹ lớn giao dịch cũng như là những cái thông tin từ Mỹ hoặc thị trường quốc tế thì là có thể là chúng ta khi có thông tin rõ ràng thì chúng ta sẽ phân tích và đánh giá lại về cái tình hình của thị trường. Vâng, xin được cảm ơn anh Hoàng Gia Nam với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng nay, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ nán lại màn hình ít phút để cùng cập nhật lại một lần nữa những nội dung chính trên bản tin kỳ này. Tại cuộc họp giao ban quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra mới đây, Cục Viễn thông cho biết trong số hơn 20 triệu SIM đã bị thu hồi, Cục Viễn thông đã phát hiện một số doanh nghiệp có mở lại thuê bao cho khách hàng. Cục đã yêu cầu các nhà mạng không kích hoạt lại SIM rác trong số hơn 20 triệu SIM rác đã bị thu hồi. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa lên kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2016-2020, tổng nhu cầu vốn hơn 31,6 ngàn tỷ đồng, tập trung đầu tư nâng cấp các sân bay lớn. Đại diện ACV cho biết phí sân bay sẽ phải tăng theo để phục vụ nhu cầu. Trước đó, giữa năm 2016, ACV đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho tăng phí dịch vụ hành khách nội địa tại 7 sân bay. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được chấp thuận.
một dự luật y tế mới được kỳ vọng sẽ thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare của chính phủ tiền nhiệm đã được các thành viên đảng Cộng hòa đề xuất. Bản thân đương kim tổng thống Donald Trump cũng dành nhiều lời có cánh cho dự luật này. Tuy nhiên, không ít thành viên của đảng Cộng hòa lại tỏ ra phản đối khi cho rằng dự luật mới không khác gì so với đạo luật y tế bị chỉ trích Obamacare. Cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng quân đội và phiến quân ở khu vực gần biên giới Myanmar-Trung Quốc mới đây đã khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu các bên ngừng bắn, trong khi đó chính phủ Myanmar hiện đang rất quyết liệt trong việc xử lý các nhóm phiến quân tại khu vực này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 9 tháng 3 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật bình an. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.